Tôi không phải là người hùng hôm nay, Martinelli nói với Sky Sports sau trận thắng tại Emirates. Tôi nghĩ mọi người đều góp phần vào chiến thắng này. Tôi ghi bàn nhưng chiến thắng là nhờ toàn đội, các nhân viên và mọi người trong tập thể này. Tôi rất vui và cả đội cũng vậy. Martinelli chấn thương từ trận gặp Everton tại vòng 5 ngày 17 tháng 9, phải nghỉ 4 trận tiếp theo, với 2 trận ngoại hạng Anh và 2 Champions League. Tiền đạo 22 tuổi tái xuất ở trận gặp Manchester City hôm qua khi vào thay Leandro Trossard từ đầu hiệp 2. Martinelli lập tức tạo khác biệt, truyền sinh khí cho hàng công chơi có phần kém sắc trước đó. Đến phút 87, anh tạo đột biến với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm đập mặt trung vệ Nathan Ake và đổi hướng đi vào lưới ở phút 86. Đây là bàn đầu tiên của Martinelli mùa này và nhờ đó, Arsenal cắt chuỗi 15 trận bất khả chiến thắng tại ngoại hạng Anh, trong đó có 12 trận gần nhất toàn thua trước Manchester City. Martinelli mừng sau khi ghi bàn giúp Arsenal hạ Manchester City 1-0 tại Emirates ngày 8 tháng 10. Tiền đạo cánh người Brazil cho biết anh chỉ cố gắng hết sức để hồi phục và trở lại sau khi chấn thương. Martinelli thấy may mắn khi kịp tái xuất cho màn đại chiến với Manchester City và hài lòng với bàn thắng cũng như tình trạng thể lực. Chiến thắng này tiếp thêm sự tự tin cho chúng tôi, Martinelli nói thêm. Chúng tôi biết tiềm năng của đội và cũng ý thức rõ rằng đấu Manchester City khó khăn như thế nào. Nhưng chúng tôi đã đánh bại Manchester City và chắc chắn kết quả này sẽ tiếp thêm động lực cho toàn đội ở chặng đường tiếp theo. Trong khi đó, tiền đạo Gabriel Jesus, người từng khoác áo Manchester City, nói chắc chắn đây là chiến thắng quan trọng. Đá với Manchester City rất khó, nhưng thắng họ không phải bất khả thi. Trên sân nhà, chúng tôi phải chạy chiến đấu.